Chú ba không có ở nhà chẳng sao. Chắc chú ba đi đâu vậy á? Chơi trên lầu đâu có ai đâu. Tắt đèn tối thui nữa. Không phải tắt đèn đâu, bóng đèn cầu thang hư rồi, chú sửa. Giờ làm sao? Bình tĩnh lại. Ly, đi lên lầu chung với Quỳnh đi, để Quỳnh thay đồ nữa chứ. Đi sáng giờ. À, lên lầu hả? Ừ. Quỳnh đi thay đồ đi. Ly qua đây ngồi đợi Quỳnh được mà. Không, chị em mà phải đi chung chứ. Thôi không đi đâu. Dạ. Sao vậy? Mệt quá, tự nhiên muốn ngồi quá. Không đừng, không đi lên lầu nghỉ, đỡ ôi. Sợ lắm. Sợ gì? Thì sợ. Thì lúc nãy lỡ nói là không sợ. Ban ngày thì không sợ, nhưng mà ban đêm thì sợ. Nhưng mà sợ cái gì? Sợ bóng đêm. Thì lên lầu thay đồ đi. Ôi không đi đâu. Quỳnh đi đi. Ly ngồi rồi. Thay đồ đi. Thay đồ đi, thay đồ đi. Thôi ngủ dưới đây luôn đi, khỏi thay. Sáng mai sáng rồi thay. Chào Quỳnh, Quỳnh còn có ý định bán quán của cha lần nữa thì cha sẽ theo ám Quỳnh suốt cuộc đời đó. Ký tên cha Cù Te. Ai nhắn cho Ly vậy? Cha. Cha đang buồn lắm. Tối nay con mở cửa sổ cho cha bay vô chơi nha. Cha sẽ mặc áo dài trắng, để tóc dài cho con ơi. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.